Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đang quan ngại về việc ủng hộ Ukraine trở thành thành viên NATO. Ông cho biết tôi đã hỏi trực tiếp 27 nhà lãnh đạo châu Âu rằng liệu Ukraine có khả năng gia nhập NATO hay không, nhưng mọi người đều sợ không ai trả lời. Tuy vậy ông cũng khẳng định rằng dù thế nào đi nữa Ukraine không sợ bất kỳ quốc gia nào và người dân.